chuyển sang thông tin kinh tế, ngành hàng không tại Mỹ đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Thống kê của Adap Digital Insight ngày 14 tháng 6 cho thấy, giá vé của 6 hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ đã tăng tới 47% kể từ tháng 1 và hiện ở mức cao hơn khoảng 30% so với trước đại dịch. Theo Adobe Digital Insight, điều này đã làm giảm số lượng đặt chỗ cho các chuyến bay. Trong tháng 5 vừa qua, số lượng đặt chỗ giảm 2,3% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, giá vé đã tăng lên 6%. Nhờ vậy, các hãng hàng không vẫn tăng lợi nhuận. Giá vé máy bay là một trong nhiều yếu tố góp phần khiến tỷ lệ lạm phát tăng lên mức cao nhất mà người Mỹ từng chứng kiến trong 40 năm. Các quan chức hàng không nói rằng, nhu cầu đi lại đang tăng mạnh sau 2 năm đại dịch và họ cần phải tăng giá vé để bù đắp giá nhiên liệu đang tăng vọt. Theo số liệu của chính phủ Mỹ, số lượng khách đi lại bằng đường hàng không ở Mỹ đã tăng trở lại gần 90% so với năm 2019. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là đi lại nội địa. Việc chính quyền của Tổng thống Joe Biden quyết định chấm dứt yêu cầu xét nghiệm âm tính đối với COVID-19 trước khi lên máy bay tới Mỹ đang được kỳ vọng sẽ khiến các chuyến bay quốc tế tới Mỹ tăng mạnh.